Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Phong các bạn. Anh có giao lưu với anh em một số gốc bonsai rất là đẹp các bạn. Cây nói chung là hàng thành phẩm đẳng cấp luôn nha. Với một số cây mẫu đơn. Rồi giờ bắt đầu vô anh quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào thích gốc nào thì mình có thể liên hệ trực tiếp với anh Phong để mình sở hữu. Bắt đầu vô anh quay chi tiết những gốc mai của anh Phong cho các bạn xem ạ. Anh Phong ơi, cho các bạn biết là địa chỉ mình ở đây là ở đâu anh Phong? Đây là khu vực Thế An 1, phường Thượng An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dạ. Cái gốc số 1 cho bạn xem các bạn. Đây. Một gốc bonsai nha. Cây này cũng khá là đẳng cấp các bạn. Cây này để đáng anh em để sưu tầm nha. Cây này em tính thành phẩm chưa vậy anh Phong? Cái này là cây thành phẩm rồi. Dạ. Đây các bạn, xíu nữa mình quay cái tàn phía bên ngoài nha. Chút nữa mình vô quay cái thân bên trong cho các bạn xem. Cây này là nguyên một cái khối đặc luôn các bạn. Cái này hồi xưa là cái cây này nằm ở đâu vậy anh Phong? Cái này là cây mai lưu. Mai lưu hả anh? Để trong cái lưu cái kiệu á, ở dạ. Trên ở dưới rễ nó là nó quắm xuống nó chung cái đầu ra kiệu, chung cái miệng kiệu á, cái đó mình đang còn lắp bộ đế nó lại. Dạ. Đang còn lắp cái bộ đế nó lại. Dạ. Chứ nó còn xuống sâu nữa. Nếu anh em cái này mình đem về chỉ mình đang dưỡng nó đó, để cho cây cho nó tốt, thành thử mình cũng lắp nó hơi sâu. Chứ dạ. Nếu đúng mà chơi theo cái nghệ thuật á, thì nó khi mình chơi qua một mùa Tết á, thì các bạn sang chậu á, thì mình sẽ hạ nó xuống để nó phơi cái nhà thực cái đường nét nó ra. Dạ. Cây này mình tạo tàn cho bao lâu rồi anh Phong? Cái này là tạo tàn của nó được 2 năm. Dạ 2 năm ha. Ừ. Cái này thì anh Phong chia sẻ lúc xưa là nó một cái phôi các bạn, ảnh là nuôi trong cái nằm trong cái lu nha. Bắt đầu anh rút ra bạn, ảnh tạo tàn lại. Là khoảng 2 năm rồi mới thành phẩm vậy nha. Cây nói chung là nó đế nó sổ xuống mặt, mình có xem được cái hình của anh Phong chia sẻ mình đó, nó sổ xuống khoảng 6 tấc các bạn, 6-7 tấc nha, nó dài lắm. Cái này sau này khi anh Phong đánh vô cái chậu thì anh trồng anh lắp lại nha. Cái này là mình cái zin ghép anh Phong. Cái này cây zin. Dạ. Bao cho anh em là cây zin, không có ghép gì hết. Bông là từ 5 cánh, 7 cánh, 10 cánh có, nói chung nó sao nó hơi nhiều loại bông. Dạ, là từ 5 đến 10 cánh luôn ha anh? 5 tới 10 cánh, có những bông 12 cánh ra rai nữa. Dạ. Ừ. Bông chùm không anh Phong? Bông này bông chùm. Cây này bông chùm. Cây này Tết thì anh em chơi thì là nó đạt rồi. Tại vì cái bông của nó là bông hiện tại nụ rất là nhiều. Bông này thì nó ngay nó không có thuộc về trong như mai hương mà thơm phức. Nó cũng dạng như thơm nhưng mà cái thơm của nó là nó hơi mạnh hơn những cái mai khác. Dạ, Tết là nó chỗ bông là nó thơm đúng không anh Phong? Chỗ bông là mình đi ngang là nó phát mùi mạnh lắm. Dạ. Đây bạn, cái củ đế là nguyên cục khối đặc luôn nha. Rồi qua đây mình quay cái mặt phía bên đây cho các bạn xem nha. Rồi đây, cái tàn cũng rất là dày đặc các bạn. Thì bây giờ cái cách chơi của cái cây mai này á, thì ở đây á, mình chủ cây á, là mình cũng làm theo phong cách là cho nó dày đặc thôi. Dạ. Là cũng như là cái thớt ở dưới, những cái chỗ này. Đó, là mình để mình bố trí cho cây nhìn cho nó dày. Nhưng mà nếu mà anh em á, mà theo cái nghệ thuật mà anh em muốn chơi đó, thì mấy anh em cắt bỏ cái thớt này thì nó sẽ còn cái thớt này trở về trên thì nó dạ. Cũng vẫn là một cái cây đẹp. Dạ. Cái thớt như đây là mình chiếu mình làm cho cái nên cho nó cái củ nó bự lên ha. À, nuôi cái củ dưới đây ha. Với lại nuôi cái cây cho nó mạnh cái cây. Dạ nó sung ha. Ừ. Cái này anh em vậy anh em có thể mình cắt không thôi mình cắt để mà cái thớt trên là vẫn còn đủ cái tàn đầy đủ anh. Đủ tàn. Ở trên này từ đây lên đây thì anh em là đủ tàn. Ở đây thì nó ra một cái cây là cái đường nét nó rất là ok. Dạ. Tại vì cây này nó cũng lắc. Nó lượng chỗ này mạnh. Dạ. Thì chia sẻ của anh Phong ạ, cái này cái thớt ở phía đây ạ. Đây là nuôi cái củ đây nha. Cái này anh em có thể cắt nha. Tùy thứ anh em sở hữu anh em muốn để cũng được, muốn cắt được. Mấy cái phía trên, xương tạng trên là đủ lập cái tạc luôn các bạn. Rồi cái này mình thí dụ mình đo thông số đo cách sao anh Phong? Thì mình sẽ đo đầu tiên đo chiều cao lên anh Phong, chiều cao khoảng nhiêu anh Phong? Chiều cao này thì cái cây này thì nó tầm khoảng cả 1m tới đọt luôn khoảng cả 1m7. Rồi 1m7, tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang nó cũng tầm 1m7. Dạ, tán ngang tầm 1m7 đúng rồi. Ừ. Cái này cốt cành nha, lắc lượng nha. Đây, một cốt đi lên. Rồi anh Phong đo thông số này khoảng bao nhiêu anh Phong? Cái thông số giờ mình đo đại nó 1. Dạ. Đi. Cây cũng đang nhóm xù luôn hả anh Phong? Cây nó hơi nhóm xù. Dạ. Đây phía trên mấy cái nách nó ra hết các bạn ơi. Cây này anh em về anh em chăm thêm cho nó sung hơn nữa là nó xù bít mình luôn nha. Cái này đo sao anh Phong?
Rồi các bạn ơi, anh Phong có áo thử cái thông số cho bạn xem, mà cây này nó cũng hơi khó đó, nó quái các bạn, quái cây nha. Hoành chuẩn là 55. Cái hoành nó với lại cái củ đế của nó chỉ có 5 phân với nhau thôi là nó khác hoàn toàn. Dạ dạ. Rồi đâu anh sẵn tay anh áo thứ xuống cái củ đó phẳng cho các bạn xem thử anh Phong. Cái này mình thần chậu gì là bao lâu rồi anh Phong? Mình thần chậu cũng 2 năm rồi. Dạ 2 năm ha. À, cây thì bao khỏe ok hết trơn toàn bộ anh em. Dạ, thí dụ mình giao lưu với anh em là mình tặng chậu hết luôn ha anh. À, cái này mình tặng chậu luôn chứ để cái cây mình nếu mình nhổ ra nó mất sức, Tết mình không có xà bông được. Dạ. Cái này anh em yên tâm, anh em giao lưu với anh em Tết cho bông là ok luôn, vivu luôn. 97 anh em ơi. Rồi, cái nồi nó khoảng gần 1 mét các bạn ơi. Rồi ok anh ơi. Đây bạn, đây nó sổ xuống nha. Đây, ở đây thì anh Phong ảnh gần mặt lộ bằng ảnh mới đầu xiên cái là cái dây đó bạn. Để cái gian các bạn ơi. Rồi, quay lại một vòng nữa cái chỗ mặt khác cái tặng cho bạn xem nha. Đây các bạn. Cây nói chung là thân chủ nè, lực nha, lắc nghệ thuật luôn. Đây bạn, đây cái chữ C bạn, giống lên đây nha. Cây rất là nâng các bạn ơi. Đẳng cấp nha. Anh em nào mà thích sưu tầm bonsai thì mình tham khảo rất gốc này thử của anh Phong các bạn. Rồi anh Phong ơi, gốc mã số 1 này nếu mà anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu với anh em giá sao anh Phong? Cái này để cho anh em giá 98 triệu. Dạ, 98 triệu ha. À, mình có hỗ trợ gì không anh Phong? Xếp cho anh em 300 km luôn cả chậu. Dạ, là xếp 300 km ha anh. À. Rồi xếp cho anh em 300 km các bạn ơi, đường quá dài luôn. 98 triệu. Rồi anh em nào thiện chí thì anh em alo trực tiếp anh Phong nha, để mình sở hữu một cây mai bonsai lùng liền lực nha. Cây là cây zin, bao anh em luôn. Cây nghệ thuật. Dạ. Tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Rồi mai tàn nguyên thủy luôn, nằm đất luôn các bạn ơi. Quay từ xa cho các bạn xem cái bộ tàn nha. Cây này thì cốt cành nó cũng khá là quái quá, nó quấn nhau luôn nha. Đây quay từ xa cho các bạn xem cái bộ tàn. Tàn này thì anh Phong anh trồng anh thả luôn các bạn. Nguyên bản luôn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Phong? Chiều cao cái này nó nằm khoảng cỡ 2m2. Dạ 2m2, tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang cũng khoảng cỡ đó, cỡ 2m2. Dạ. Vàng xương hết hồn các bạn ơi. Đặt kẹo bên trong luôn nha. Nè. Cây rất là sung. Này mình trồng đây bao lâu rồi anh Phong? Trồng này cây này nó cũng hơn 2 năm chút. Dạ. Mặt bông cây này sao sao anh Phong? Mặt bông cây này thì 6-8 cánh, 6 trở lên, 5 cánh trở lên hết toàn bộ. Dạ, từ 5 cánh trở lên hả anh? À, 7-8 cánh cũng có, 9-10 cánh cũng có. Cây này tết chắc bông dữ anh? Cây này thì bông nó nhiều á, bông cây này bông đẹp. Rồi, đây là cái thân các bạn. Đây. Cái này chắc là lâu quá nó dính luôn hả anh? Cái xương tàn á. Cái nhỏ nó dính luôn. Dạ. Lực lưỡng luôn các bạn ơi. Rồi, đây, dưới đây đây. Nhìn đế đây. Cây này nó bọc tầm khoảng đi 5 tuổi rồi anh Phong. Cây này hả? Dạ. Cây này hồi đó chủ nhà trước người ta nói đâu cũng khoảng 37 38 năm vậy. Dạ. Cây này em thấy nó nụ nó đâm ra luôn từ thân luôn anh. Ờ, cây này bông nó từ thân. Dạ. Đây gần đế bạn, đế em thấy cũng có tứ diện nha. Đế lực nha. Cái này anh trồng chắc là mình trồng lắp lại ha anh. Lắp lại bớt. Mai vườn nhà các bạn ơi. Rồi đem nhà anh Phong ra thử thông số là khoảng bao nhiêu anh Phong? Rồi hoành chuẩn như anh Phong? Hoành chuẩn này 60. Rồi 60 hoành chuẩn các bạn ơi. Rồi anh Phong đo thử thoát thân khoảng như anh Phong? Ờ anh đo trên xíu đi. 58. Rồi trên cao là 58 các bạn ơi. Rồi anh đo thoát thân khoảng như anh Phong? Rồi 72. 24. Rồi cốt cành 24 các bạn ơi. Cây này nó lên khoảng 6 tấc đầu xây tàn nha. 7 tấc xây tàn. 24 luôn. Rồi 24 luôn, cốt cành đều các bạn ơi. Xây tàn, cây này là không có độc chủ các bạn ơi. Cũng khá là quái nha. Đây cũng là quái. Dạ. Rồi để trên chụp xuống. Rồi đây các bạn ơi, mặt phía bên đây nha, tứ diện nha. Tàn thì anh trồng nguyên thủy anh thả bạn, khi nó không có điều hung nha. Mà em thấy nó cũng tương đối bạn, khoảng 70% nha. Cái này anh em nào thiện chí anh em sở hữu thì anh em về anh em chỉnh sửa thêm các bạn ơi. Mai vườn trồng thì mình thả các bạn nguyên bản. Rồi số 3 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh Phong? Cái số 3 này giao lưu với anh em giá 33 triệu. Rồi 33 triệu mình hỗ trợ sao anh? Hỗ trợ ship 300 km. Rồi hỗ trợ ship 300 km các bạn ơi, giá là 33 triệu nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, phía bên đây góc bãi số 2 nha,
anh Phong giao lưu với anh em một gốc bonsai nữa. Cái này mình tạo tàn tái vậy là bao lâu anh Phong? Cái này nó được 10 tháng anh em. Dạ, 10 tháng anh. Xương tàn cũng đầy đủ các bạn, cái này vậy anh em nuôi thêm cho cốt cành nó lớn lên nha. Là chơi thôi. Cái này thì nó chuyện ngay trực luôn nha. Dạ. Một cốt đi lên anh. Cái này thì để dây đang cho nó siết luôn, đang cho mình cây bonsai thì cái những cái cành nhánh của nó thì cũng như nó giống như nó có khến có cạnh nhưng mà nó có được cái nghệ thuật anh em. Dạ. Mà có gì mới để dây cho nó hơi bị siết. Rồi, bộ đế là một củ đặc các bạn ơi. Đây nè, quan trọng bạn xem nè. Mình tới thì anh Phong anh có khai thác sơ sơ phía trên mà. Đây nè. Nguyên khối đặc nha. Một dòng có hết nha. Lùng liền lực luôn. Cái này mình cây zin hay cây ghép anh Phong? Cái này cây zin. Cây zin các bạn ơi. Bông mặt bông nó là sao anh Phong? Bông 6, 8, 10 luôn anh em. Rồi, bông từ 6 đến 10 cánh bạn ơi. Ừ. Bông này chùm không anh Phong? Bông này thì nó không có chùm nhưng mà bông nó rất là nhiều, nó cũng dày dặn bông. Bông cánh lớn ha anh? Bông cánh lớn. Đây các bạn. Bộ đế ok nha. Rồi quay từ xa cho các bạn xem bộ tàn nha. Cái này thì nó này nè, thành phẩm không bao nhiêu phần trăm rồi anh Phong? Thành phẩm thì coi như khoảng có 50% rồi. Cái này dạ. Chỉ còn nuôi nữa dày dặn lại nữa thôi. Dạ. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Phong? Cao này thì cái thông số được không? Cái này khoảng 1m5 anh nè. Rồi 1m5. Tán ngang là tầm khoảng nhiêu anh? Tán ngang này cũng tương đương 1m5. Dạ. Rồi cái này anh em về anh em vừa chơi mà vừa cho mình chăm thêm cho nó chi cành cho lớn lên bạn. Ok nha. Rồi anh Phong đo thử thông số là khoảng bao nhiêu anh Phong? Rồi. Cái này cây xin các bạn, bông đẹp nha. Rồi, hoành chuẩn các bạn ơi, 50 nha. 50 hoành chuẩn. Rồi, anh Phong xé áo thử cái củ đế. Mặt thấy phía trên cho các bạn xem các bạn. Nó cũng như củ đặc. Dạ, nguyên một củ đặc luôn nha. Thẳng dây anh em ơi. Rồi, 1 mét, hơn 1 mét các bạn ơi. Anh đâu thấy củ đặc nha. Cái này thần chậu giờ bao lâu rồi anh? Cái này nó cũng thần chậu được 10 tháng nữa đó anh em. Dạ. Cái này thì nhìn nha. Cây này là bao sống khỏe luôn hả anh Phong? Bao sống khỏe. Khoảng nhiêu anh? Chục lớn của nó được 54. Rồi, nè, số 2 này mình giao lưu với anh em giá sao vậy anh Phong? Cái này anh giao lưu với anh em 24 triệu. Dạ. 24 triệu mình có hỗ trợ gì không anh Phong? Cũng hỗ trợ ship cho anh em luôn. Ship như cây số 1 luôn. Dạ. 300 km. Là 300 km anh. Mà thí dụ mà anh em nào mà muốn sở hữu hai cây này mình có giá tốt cho anh em không anh Phong? Có. Nếu mà anh em mà nếu mà có ai mà lấy một cặp á thì bớt cho anh em thì mình thương lượng anh em cái giá thì có cái ưu đãi hơn. Tại vì có một cái nếu mà đi hai cây một chỗ á thì cái ship nó sẽ ít lại á. Thì dạ. Chuyện đó là trước mắt nó cũng giảm được cái chi phí hết một mớ trước rồi. Dạ. Rồi anh em nào thiện chí mình sở hữu nguyên cặp đi, anh Phong có một giá thật tốt cho anh em nha. Dạ. Rồi tiếp theo các bạn ơi, anh Phong có giao lưu với anh em hai cây Mỹ Hồng. Rồi bắt đầu vô anh đo thông số trước cho bạn xem luôn. 20. Rồi hoành chuẩn 20 các bạn ơi. Rồi anh đo xuống cái củ nó coi như anh. Thoát thần của nó lên được 24. Rồi một cốt đi lên là khoảng hơn 2 tấc và nó xây tàn anh. Rồi anh đo cái dòng củ nó coi như anh. Này cốc số 1 các bạn ơi. Cặp nha. Hoành đế của nó là 39. Rồi 39. Rồi đây các bạn, quay dàn tàn nha. Một mét tám ha. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Nhà nó cũng có 1m8 rồi. Dạ, cái này anh Diễn đang con giống chưa bung dây các bạn. Chưa. Rồi cây số 1 nha. Cái này cho luôn giá nhiêu anh Phong? Cái này 10,5 triệu. Rồi 10,5 triệu mình có bao xếp gì không anh? Bao xếp cho anh em 200 km. Rồi bao xếp cho anh em 200 km các bạn. 10,5 triệu nha. Một cốt đi lên mà khoảng 2 tấc mấy bạn. Xây tàn. Nếu mình đo bên đây thì nó tới 3 mấy nè. Rồi anh đo thử anh. Ở đây thì cũng 27. Rồi 27 các bạn ơi. Thì nó nằm 24. Dạ. Rồi quay góc bên đây cho các bạn xem luôn nha. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh Phong? Cái này thì chiều cao nó 1,5 m. 1,5 m anh. Ừ. Rồi tán ngang nhiêu anh? Tán ngang này nó khoảng cỡ tán ngang nó cũng cỡ 90. 90 ha. À. Rồi đây quay cũ rồi. Đây còn cột dây vô. Dạ. Cái này gì anh chưa có bung ra các bạn ơi. Bung ra nó cũng hàng mét. Đây cái củ nở nha.
một cốt lên nó mới tắt lên hai thân. Đo thử thông số khoảng nhiêu mà không Mỹ Hồng các bạn ơi, 17 em ơi. Rồi 17 nó lên được 12 nó chia ra hai thừa. Dạ. Anh đo thử một thân cho bạn xem ạ. Được đây 11. 11. Rồi ok nè. Rồi số 2 Zalo với anh em giá như anh Phong. Số 2 Zalo anh em 3,5 triệu. Rồi 3,5 triệu ha. Còn anh em nào sở hữu cặp này mình giao lưu giá sao anh? Nếu mà anh em lấy một cặp thì đến em 12 triệu. Dạ, rồi 12 triệu nếu anh em sở hữu một cặp nha. Còn một cây thì giá anh Phong sẽ khác các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai lúc 18 giờ chiều. Lúc nãy giờ mình quay cái lô cây của anh Phong đó, anh em nào thiện chí thì mình alo trực tiếp anh Phong để mình sở hữu nha. Rồi chúc các bạn giao dịch thành công với anh Phong. Chào tạm biệt các bạn.